Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 10 tháng 6, Hùng Huyền Đông Anh về rất nhiều những cặp loa thùng ở phân khúc bình dân. Đặc biệt những cặp loa này rất đẹp và cho chất âm rất hay. Hầu hết những cặp loa về trong ngày hôm nay đều có vỏ thùng màu vàng rất đẹp. Trước mắt quý vị và các bạn là hai cặp loa Avon. Đây là cặp loa Avon thùng bom. Cặp loa này được thiết kế một bát 2 năm, có lòng rất sâu và một tép. Loa Avon nổi tiếng với chất âm hay và rất dễ ghép âm ly, kể cả những âm ly có công suất nhỏ. Đây là cặp Avon tép đỏ thùng bom màu nâu, màu vân gỗ nâu rất đẹp. Những cặp loa Avon này đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 13 triệu đồng. Và bên cạnh đây là cặp loa quen thuộc Sherwin Vega 280SE. Cặp loa này được thiết kế 3 đường tiếng gồm một bát 30, một loa chung và một loa tép kèn. Ở đây cặp loa này được bố trí một bộ tinh chỉnh cũng như mặt loa là được ốp một lượt nỉ đen. Ở đây quý vị chắc sẽ không nhìn rõ bởi nó cùng màu đen với vỏ thùng. Sherwin Vega, quý vị có thể dùng vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. Và đây cũng là Sherwin Vega nhưng có model là AT12. Cặp loa này có phần cao hơn cặp loa 280SE. AT12 có vỏ thùng màu vân gỗ rất đẹp. Một bát 32, một loa chung và một loa tép. Và chung và tép của loa này được bảo vệ bởi một màng lưới rất chắc chắn. Loa cũng có phân tần, cũng có tinh chỉnh để quý vị có thể chỉnh âm lượng của bát và tép, của chung và tép, mid và tép. Vâng, hai cặp loa này có giá lần lượt là 20 triệu cho cặp AT12 và 16 triệu cho cặp 280SE. Cũng về trong ngày hôm nay có hai chiếc âm ly đàn ông, có model là 700V. Hai chiếc âm ly này đẹp xuất sắc, từ mặt phay đến vỏ nắp không hề chảy xước. Tôi có cảm giác như là chiếc âm ly này vừa bỏ khỏi thùng xốp. Đàn ông 700V cho chất âm rất mềm mại. Đặc biệt tiếng bass của chiếc âm ly này được thiết kế dày hơn, sâu hơn so với những dòng âm ly cùng tầm tiền. PMA 700V đàn ông đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 11 triệu đồng. Một mức giá rất bình dân mà chiếc âm ly trông rất khỏe khoắn và chất lượng. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua những thiết bị âm thanh từ bình dân đến cao cấp, xin mời đến với Hùng Huyền Đông Anh tại địa chỉ góc ngã tư thị trấn Đông Anh, Hà Nội, bên cạnh cổng công an huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Khi đến với Hùng Huyền Đông Anh, quý vị thoải mái nghe, ngắm và lựa chọn cho mình những sản phẩm từ bình dân đến cao cấp. Mm-hmm.
người chồng mới.